Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay chúng em xin phép giới thiệu với các bác một con vang cơ của GA, mã là TF6 nhé các bác nhé, mã TF6 đây. Vâng ạ, thì với cái sản phẩm này thì chúng em đang bán giá rất là rẻ, rất là rẻ luôn. Đó, thì chúng em cũng mang ra để giới thiệu và bán luôn cho các bác. Nhất là giới thiệu qua thì em này là thiết kế màu đen và mặt trước là mặt nhôm phay các bác nhé, mặt nhôm phay rất là bóng bẩy đó, và nó cũng có ba đường mic ở phía trước đó. Còn về phần echo thì chúng ta có phần điều chỉnh delay, repeat, bass, mid chat và echo never. Echo never đây là tổng nhé. Khi các bác chỉnh xong những cái delay này rồi đó, delay và repeat, bass, mid chat xong rồi thì các bác nó vặn lên thì tất cả các cái này nó cùng lên. Các bác bạn cái echo never xuống thì tất cả cái này nó cùng xuống như các bác nhé. Và nó có hai đường vào tín hiệu, đó là đường AUX1 và AUX2, có nghĩa là đường AV1 và AV2 đó các bác. Ở đây thì khi mà các bác chạy AV1 thì các bác nhấn vào AV1, các bác chạy AV2 các bác nhấn vào AV2 đó, tìm tín hiệu rất là dễ. Và bên này là phần mic thì chúng ta có thể điều chỉnh bass mid chat của mic và bass mid chat của nhạc. Hơn nữa là chúng ta có phần chỉnh cân bằng loa các bác nhé. Và ở ngoài này thì chúng ta có hai phím to nhỏ của mic và của nhạc. Thì ở bên trong này nó sẽ có đèn led, khi chúng ta cắm điện vào nó sẽ hiện đèn led lên nhé. Và chiều nữa thì em sẽ cắm và test thử thì các bác sẽ thấy. Đó, bên ngoài thì chúng ta có mã TF6. Còn phía sau thì chúng ta có đường mic 4, là mic 5, mic 6. Thì mic 4, mic 5 thì chúng ta sẽ kết nối bằng dây cano độc lập. Đó, mic 6 thì là chúng ta ở đây các bác nhé. Đó, còn đường AV thì chúng ta có đường AV1 và AV2 này, hoa sen đấy, AUX1, AUX2 đó. Và đây là chúng ta có đường điều chỉnh phím loa trái phải, có nghĩa là nep right này chúng ta sẽ cắm tín hiệu xuống công suất nhé các bác nhé. Đó, hai đường này. Còn bên này là center, chúng ta nếu như chúng ta là có điều kiện thì lắp thêm một đôi center nữa ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó, và center này chúng ta có hai phím. Khi các bác nhả ra thì chúng ta sẽ sử dụng mic, khi các bác hát á thì cái này nó sẽ chuyển thành chỉnh loa center cho các bác, và khi nhấn vào thì nó sẽ chuyển thành loa nghe nhạc nhé. Đó, và đây là chúng ta có thể điều chỉnh độ trễ của cái center này. Đó, còn bên này là chúng ta có chỉnh sub, là cắt giải sub và to nhỏ của sub, rất là dễ rồi đúng không ạ. Và đây là chúng ta có phím tắt mở và đi dây nguồn. Đó, đi dây nguồn. Vậy thì bây giờ thì em sẽ test thử cho các bác về cái chất nhạc này nhé. Thì kết nối thì rất là đơn giản thôi. Đó, đầu tiên là chúng ta cắm một cái dây AV hoa sen tới đường tín hiệu AUX1 hoặc là AUX2 tùy các bác nhé. Đó, tiếp theo chúng ta kết nối dây canon tới đường nep right. Đường nep right này vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác rồi đó. Và cuối cùng là chúng ta kết nối dây nguồn. Cái đường nep right kia thì được đầu đực thì các bác cất nó xuống công suất cho em nhé. Đó, và sau đó thì chúng ta bật lên. Đây chính là đèn led này các bác này, em tắt đi cho các bác xem này. Đó, khi bật lên này, đó, đèn led nó sẽ sáng nhé. Nó giúp các bác có thể là dễ nhìn hơn để các bác có thể điều chỉnh nhé. Và bây giờ thì em sẽ xin phép mà test cho các bác một đoạn nhạc nhạc sống đi. Được không ạ? Em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc sống đi. Em sẽ mở một cái bài này, em cầm bằng điện thoại này các bạn này. Đó, và em sẽ mở to nhỏ lên này. Tiếng rất là tuyệt vời luôn. Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ, từ đâu xung tù sẽ nơi. Tiếng con này cực kỳ chất nha các bạn nhá. Mẹ già run run tay gầy chúc, tiếng con lúc trời hừng đông, và những ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm say no lòng khi xa nhà, con mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa bên mẹ
đầu nỗi nhớ thương biết làm sao thăm. Xin chúc mẹ miền quê an lành. Và em sẽ test tiếp cho con một bài nhạc sàn nhá. Bao lâu còn vắng nhà, cơm trưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm nay chắc tóc mẹ nay trắng nhiều. Sắm ba đứa bạn được. Tiếp tiếp cho các bạn một vài nhạc sàn. Bây giờ chọn nhạc rất là khó bởi vì là bản quyền rất là nhiều các bác nhé. Các thông cảm em chọn sẽ mất thời gian một chút. Anh rất căng nha. Các bác có thể thấy là cái tiếng nhạc con này kể nghe nhạc vàng, nhạc sàn của anh đều căng, đều hay nhé các bác nhé. Đó thì những cái sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại mình ở bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên sẽ tư vấn cho các bác nhé. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.